Phân khúc xe đa dụng MPV 7 chỗ hiện nay là cuộc chiến của những mẫu xe cỡ nhỏ và Mitsubishi Xpander là một trong số đó. Ở nhiều thị trường, Mitsubishi Xpander đang nổi lên như hiện tượng và khiến Toyota Innova chỉ còn là quá khứ như tại Việt Nam. Sau lần nâng cấp nhẹ vào năm ngoái, hãng xe Nhật Bản quyết định cải tiến Mitsubishi Xpander mạnh mẽ với nhiều thay đổi đến từ ngoại thất, không gian nội thất bớt bình dân hơn. Mitsubishi Xpander 2022 được kỳ vọng sẽ có những thay đổi nâng cấp xuất sắc vượt xa đối thủ lớn nhất hiện nay, đó là Suzuki XL7. Theo dự kiến, Mitsubishi Xpander 2022 sẽ chính thức trình làng tại triển lãm GIAS 2021 ở Indonesia vào ngày 11 tháng 11 tới đây. Mặc dù chưa chính thức trình làng tại Indonesia, nhưng Mitsubishi Xpander 2022 đã được hãng xe Nhật Bản công bố thông tin và hình ảnh chính thức. Theo đó, mẫu xe MPV này có nhiều thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt là có hộp số tự động vô cấp CVT và hàng loạt trang bị tiện nghi mới. Về thiết kế ngoại thất, kích thước của Xpander 2022 có thay đổi chút ít do thiết kế thay đổi. Xe có phần to lớn hơn với phần đầu xe dài hơn 75mm, phần đuôi xe nhô ra 45mm. Chiều cao cũng được nâng lên 15-20mm so với bản cũ. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe tăng từ 220mm lên 225mm. Thiết kế của Mitsubishi Xpander 2022 ưa nhìn và thời trang hơn, thay đổi đáng kể nhất ở phần đầu xe. Phần đèn pha LED dạng chữ T mới lạ, đèn định vị LED được kéo dài hơn, cản trước cũng được làm mới, góc cạnh và mố hơn. Mâm xe có họa tiết mới với 5 chấu cách điệu, sơn phay xước, kích thước 17 inch 2 tông màu. Bên hông xe thiết kế lại phần ốp sườn và khu bệ bước. Đèn hậu LED phía sau cũng có họa tiết mới theo kiểu chữ T đặt ngang. Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander cũng có thêm phụ kiện ốp body kit cho phong cách thể thao. Cũng như bản cũ, Xpander 2022 sẽ có thêm phiên bản Cross cao cấp hơn. Tại thị trường Indonesia, xe có đến 7 phiên bản và 6 lựa chọn cho màu ngoại thất. Đối thủ của Xpander 2022 có các tên tuổi như Honda BRV, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza. Về nội thất, bên trong nội thất Xpander 2022, nổi bật nhất có sự xuất hiện của cụm phanh tay điện tử. Phần táp lô thiết kế lại mới góc cạnh trông cao cấp hơn. Khác biệt còn đến từ phần cụm vô lăng ba chấu mới khỏe khoắn và thể thao hơn. Kích thước được điều chỉnh cho cảm giác cầm lái chắc chắn. Vô lăng còn có ốp trang trí màu kim loại, tích hợp các nút chức năng. Các chi tiết ốp trang trí mới cũng tạo cảm giác bắt mắt hơn. Ghế ngồi được bọc da tổng hợp mà đồng hồ có độ tương phản cao và đồ họa mới. Ở hàng ghế thứ hai có thêm một số tiện ích như cửa điều hòa riêng, cổng sạc USB Type A và Type C, bệ tì tay và khay đựng cốc. Xpander 2022 có tổng cộng 19 ngăn chứa vật dụng bố trí trong không gian nội thất. Về trang bị tiện nghi, Mitsubishi Xpander 2022 được trang bị hệ thống thông tin giải trí có phần nổi trội. Bản cao cấp có cả phần đầu DVD với màn hình cảm ứng hiện đại, bên cạnh tùy chọn CD ở bản thường. Tất cả đều hỗ trợ nghe đài radio, cổng kết nối USB và dàn âm thanh từ 4 đến 6 loa, công suất lớn, mang đến cho người dùng những trải nghiệm thư thái nhất. Hệ thống điều hòa của Xpander 2022 chỉ là dạng trình cơ khá bất tiện, tuy nhiên, công suất làm lạnh vẫn đảm bảo khoang xe luôn được giải nhiệt nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tìm thấy hộp đựng găng tay, ngăn bí mật có nắp đậy, ngăn đựng đồ đặt dưới sàn, túi sau ghế nhiều ngăn, khay chứa để dưới ghế, khe chứa phụ, ngăn chứa để trên cửa, khe chứa đồ trên tay vịn, hộp đựng vật dụng trung tâm. Về động cơ, đáng chú ý nhất là khả năng vận hành được cải thiện với hộp số tự động vô cấp CVT, thay thế cho loại 4 cấp trước đó. Trái tim vẫn giữ nguyên với động cơ 1.5 lít Mivec DOHC 16 van có công suất cực đại 105 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn 141 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Các phiên bản số sàn MT không có thay đổi nào đáng kể về vận hành. Về an toàn, những tính năng an toàn bao gồm phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động, điều khiển hành trình, cảm biến khóa cửa tự động Stop and Go, hỗ trợ khả năng dốc, cân bằng điện tử và đèn báo dừng khẩn cấp. Từ khi bán ra lần đầu vào năm 2017, Xpander đã có mặt tại một số thị trường trên thế giới, chủ yếu ở Đông Nam Á. Ngoài ra, chiếc MPV có mặt tại một số quốc gia ở Trung Đông, châu Mỹ Latin, Nam Á và châu Phi. Doanh số cộng dồn đến hết tháng 10 năm nay là gần 372.000 xe. Mitsubishi Xpander hiện đang dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Và doanh số của Xpander hầu như đã đứng trong top 10 xe bán chạy trong tháng tại Việt Nam kể từ khi chính thức ra bán tại nước ta. Đây quả thật là chiếc xe rất được khách hàng Việt quan tâm. Do đó, trước thông tin Mitsubishi Xpander 2022 chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới, chắc chắn doanh số của Xpander sẽ trở nên nóng trở lại. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách đưa cho Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.